Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại với con game Cowin nha. Hôm nay thì mình sẽ vào chơi cũng như là kiếm tiền trong con game Cowin tiếp. Thì ở đây ấy, thì anh em nên chơi vào những cái thời điểm như nào? Thứ nhất, anh em nên chơi vào những cái thời điểm nào mà anh em cảm thấy rảnh nhá. Chúng ta không nên chơi vào những cái thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi hoặc là trong những cái khoảng thời gian là chúng ta đang giải lao ấy. Tại vì mình biết là một phần đấy là anh em một phần đấy là anh em là cứ thấy rảnh là anh em vào chơi đúng không? Cứ thấy rảnh là anh em vào chơi, cứ rảnh là anh em vào đánh. Thì đánh như vậy thì chắc chắn là gì, cái sự điềm tĩnh nó lại không có và chơi rất là vội. Ở tay trước gãy thì tay sau lại em lại gấp thép, cứ tay trước gãy tay sau em gấp thép là gì, là sẽ rất dễ là gì mất tiền thôi đúng không? Đấy, mình đánh vội vàng một chút là toang ngay, đánh vội vàng một chút là toang ngay. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ với vốn là 1-2M thì mình sẽ vào chơi tiếp nha. Hôm nay thì sẽ chơi gì đấy em, lâu lắm không chơi mẹo rồi, hôm nay vào long hổ đây. Vậy là hôm nay sẽ không bắt cầu nha, hôm nay sẽ đánh theo mẹo nha. Lâu rồi không đánh theo mẹo. Ok, tại đầu tiên thì đại gia thắng được này. Mẹo của chúng ta đó là mẹo đánh ngược đại gia nha anh em nhá. Mặc dù cái xác suất của cái việc là đánh theo đại gia này thì chúng ta có thể là xác suất thắng thì nó sẽ cao, nhưng mà cái lãi của ta lại không, lại không cao được. Ở mạng lát kìa. Mình vào 400 đây các bạn, mình ấn 4 lần đấy. Mình ấn 4 lần rồi các bạn được có 300 thôi kìa. Dỗi ghê. Không sao nha. Ok, bây giờ ta sẽ tiếp tục quan sát xem đại gia ra đánh bên nào và ta sẽ đánh ngược lại. Đại gia đánh bên hổ thì mình sẽ đánh bên long nha. Đấy, thấy chưa? Chắc chắn là lâu lâu mà đại gia nó vẫn thắng rồi. Còn nếu mà đại gia nó đổi liên tục thì càng ngon. Đấy. Đại gia đổi liên tục lại càng ngon. Ok, đại gia tiếp tục đánh hổ thì mình tiếp tục vào long nha. Không kịp, mình đi vào thêm rồi. Uầy, gì của giá quy kìa. Gì của giá quy kìa. Tiếp tục này. Cứ xem đại gia đánh bên nào thì mình sẽ đánh ngược lại là ok. Đại gia thế này đánh long này. Vẫn kịp vào 300 hộ anh em ạ. Ơ kìa, bạn kìa. Chẳng lẽ hai lại ra một đúng không anh em? Chẳng lẽ hai là đối mình đen này, hai lại ra một sao? Tiếp nào, xem đại gia sẽ đánh bên nào. Đại gia đánh long, chúng ta sẽ vào hộ nha. 250k thôi. Ui rồi, gì lại tiếp tục một con gì một con quỳ nữa. Ảo ma Canada kìa bạn. Quá ảo ma Canada luôn cậu này. Thôi tay này thì bỏ đi, mình nghĩ là tay này đại gia sẽ ăn đấy. Bỏ tay đi anh em, không vội mà. Mình nghĩ tay này đại gia sẽ thắng. Ui rồi ôi, đại gia thua thông đến đấy thì quá ngon cho anh em rồi. Tiếp tục thôi, tay sau ta sẽ tiếp tục vào thôi. Để xem đại gia đánh đâu nào. Đại gia đánh long nhá, chúng ta sẽ vào hộ. Lần này thì đại gia lại đúng anh em ạ. Lần này mình bỏ, lần này mình lại không bỏ. Không sao hết. Tầm này chúng ta tính cái việc chốt lãi là cái này gấp thép lên là auto win ngay anh em ạ. Chẳng lẽ gấp thép hai tay ta lại không thắng nữa. Ok, tầm này sẽ đánh về long này. Rồi ok, đại gia có vẻ căng đấy anh em ạ. Đại gia vẻ căng đấy, ba tay bay mất 6 lốp này. Tầm này sẽ gỡ lại hai tay nha. Đúng rồi, phải đổi đại gia mới đây các bạn. Đổi đại gia mới khả năng cao chúng ta mới thắng được. Ông đại gia này tay này lại không đánh à? Chắc ôi rồi ôi, quy của gia ca kìa. Quy của gia ca đúng như kiểu hai đó của gia một đây các bạn. Rồi để xem đại gia này sẽ đánh bên nào đây. Đại gia đánh long thì chúng ta sẽ đánh hổ nha. Ui rồi ôi, toang rồi em ơi, trời ơi gì vậy. 7-7-2-14 tay này tất tay nha. Gấp thép tất tay luôn. Đại gia thắng rất là nhiều tay rồi. 4 tay, 3 tay, 4 tay thông rồi. Đại gia thắng 3-4 tay thông rồi.
Mạng lại còn lag nữa này. Mạng lại còn lag nữa này các bạn. Tiếp tục về Long nữa. Tiếp tục về Long. Để xem đại gia đánh Long hay đánh hổ nào. Lag quá các bạn, đại gia đánh hổ cả. Mình vào Long nhưng mà khó không được. Đúng là mạng ơi là mạng. Mạng đã cứu tôi một mạng rồi. Nhìn sao đây mạng lag cái gì em nhỉ? Để xem đại gia đánh đâu. Đại gia tiếp tục đánh hổ đúng không? Thì chúng ta sẽ đánh về Long nha. Lần này chắc chắn là sẽ lên được 3 bờ. Tay trước đại gia vẫn win mà. Ok các bạn. Đâu phải như thế chứ đúng không? Cũng may là mạng nó lag thì mình vài tay lại không là mình toang rồi. Mình bảo với anh em rồi, đánh theo cách này thì lãi nó cũng sẽ ít thôi. Nếu mà mình đánh đều tay thì chắc chắn là vẫn win được nhiều nhá. Mạng lag quá kìa bạn. Đấy cho nên là nhiều khi là ở những cái tay mạng lag như này thì anh em lại có thể là gì thắng được đấy. Nhưng mà anh em lại không vào được thì là anh biết làm sao được đúng không? Thôi rồi, có lẽ là video này thì mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Thì hôm nay chốt lãi là hơn 900k là được rồi. Nói chung là mạng lag quá anh em ạ, không làm gì được cả. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.